Thưa quý vị, chị em và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã vận động cán bộ hội viên chung tay đóng góp tiền của, ngày công cùng với sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm xây dựng được 21 mái ấm tình thương, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc và giúp các gia đình phụ nữ nghèo nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Mời quý vị, chị em và các bạn tìm hiểu nội dung này trong phần đầu chuyên mục hôm nay. Tiếp đó là tấm gương chị Đinh Thị Hoan, trưởng thôn Sơn Lũy 1, xã Đức Long, huyện Nho Quan. Trách nhiệm tận tụy với công việc. Trong mục sắc màu phái đẹp là hướng dẫn cách cắm hoa trong không gian ngày Tết. Mời chị em và các bạn quan tâm theo dõi. Bà Đinh Thị My ở thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, năm nay 82 tuổi, mẹ đơn thân đang ở cùng cô con gái bị bệnh thần kinh trong căn nhà rột nát, về mùa mưa bão phải đi ở nhờ. Năm 2019, được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm hỗ trợ 50 triệu đồng và ngày công để xây dựng mái ấm tình thương với diện tích hơn 35m², giúp mẹ con bà vơi đi những khó khăn trong cuộc sống. Cô ở trong nhà có 4 ngày xưa là nó đã dồn nát, là được nữ tỉnh hỗ trợ mẹ con tôi. Thì cảm ơn các cô tỉnh huyện. Nhà giờ thì yên tâm, phấn khởi, không mưa, nắng. Trong năm 2019 thì được cái sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã được hỗ trợ một cái nhà tình thương cho phụ nữ nghèo. Khi mà được các cấp, các ngành quan tâm, thì xây dựng các cái mái ấm tình thương cho đặc biệt là phụ nữ của chúng tôi, thì chúng tôi cũng có kế hoạch triển khai là chị em như là giúp ngày công này, vận động chị em là có cái gì giúp cái đấy, thì để chị em giúp những các chị khó khăn hơn mình để sao mà có những cái mái ấm. Cùng chung niềm vui như bà My, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân ở thôn 4 Hữu Thường, xã Thượng Hòa vừa được bàn giao ngôi nhà 40m² có trị giá 102 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại là anh em, con cháu trong gia đình hỗ trợ. Bà Xuân có chồng bị tai biến, bản thân bị bệnh xương khớp thường xuyên, phải đi viện điều trị, kinh tế gia đình rất khó khăn, từng phải sống trong căn nhà xuống cấp, không an toàn mùa mưa bão. Đảng và nhà nước, cái chính quyền cơ sở, thì các đoàn thể, ban ngành từ tỉnh, huyện, xã về đây là cũng giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình số tiền làm được cái giờ được cái ngôi nhà là khang trang vậy. Là mưa nắng là bây giờ chúng tôi là yên tâm lắm, tuổi già là yên tâm lắm rồi. Tết này là chúng tôi thực sự là vui vẻ, từ con cái đến gia vợ chồng tôi là vui vẻ, mà cũng là cảm ơn đảng chính quyền và cảm ơn những tấm lòng bác ái đã quan tâm đến gia đình. Chúng tôi thực sự là cảm động lắm. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Hòa hỗ trợ về ngày công cũng như là hỗ trợ về một chút kinh phí để hỗ trợ cho gia đình nhà chị Xuân đây để xây dựng ngôi nhà. Từ đây là phong trào của Hội Phụ nữ để nhân diện ra những mô hình khác, những gia đình khác cũng sẽ được hỗ trợ để xây sửa nhà ở, đặc biệt là khu vực ở vùng lũ. Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trên địa bàn, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động mỗi cán bộ hội viên phụ nữ đóng góp tối thiểu 5.000 đồng một hội viên. Nhận thấy đây là cuộc vận động mang tính nhân văn sâu sắc nên đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã hưởng ứng tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố đã tích cực tuyên truyền vận động, chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn triển khai tới cán bộ hội viên phụ nữ chung tay giúp đỡ. Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị, các nhà hảo tâm đã khởi công xây dựng và hoàn thành 21 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Sơn xây dựng được 8 mái ấm tình thương giúp đỡ hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở. Hội phụ nữ quan tâm đến giúp cho gia đình tôi làm được ngôi nhà. Từ giờ trở đi tôi sẽ vươn lên khỏi thoát nghèo. Cùng với số tiền do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, các gia đình hội viên phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở còn nhận được sự giúp đỡ bằng tiền, ngày công, vật liệu xây dựng, các vật dụng sinh hoạt trong gia đình, từ chính quyền địa phương, anh em, dòng họ và bà con thôn xóm.
Những mái ấm tình thương được hỗ trợ từ những gia đình phụ nữ khó khăn, đời sống éo le, có giá trị tinh thần rất lớn, có phần khích lệ, động viên chị em nghèo vươn lên hòa nhập cuộc sống, vượt qua khó khăn để an cư lạc nghiệp, thi đua lao động sản xuất, có phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Sơn cũng chọn phần việc xây dựng mái ấm tình thương cho cán bộ hội viên phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở là hoạt động trọng tâm đối với công tác an sinh xã hội năm 2019. Và đến thời điểm này thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ chúng tôi cũng đã xây mới và khánh thành được 8 mái ấm tình thương, mỗi mái ấm hỗ trợ là 50 triệu đồng. Năm 2020 là trước thềm đại hội thì chúng tôi cũng mong muốn là phong trào xây dựng mái ấm tình thương của chúng tôi có sức lan tỏa rộng hơn. Chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ nhiều hơn của các tổ chức và cá nhân. Cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu thương, sự chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau đối với phụ nữ nghèo, phụ nữ gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa chị em hội viên trên địa bàn tỉnh. Với ý nghĩa thiết thực đó, các cấp hội phụ nữ Ninh Bình tiếp tục phát động sâu rộng cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương trong cán bộ hội viên để ngày càng có sức lan tỏa và có thêm nhiều phụ nữ nghèo được an cư trong những ngôi nhà ấm áp tình thương vươn lên thoát nghèo. Nhận nhiệm vụ làm chi hội phó chi hội phụ nữ 18 năm nay, chị Đinh Thị Hoan, sinh năm 1979, đã chinh phục lòng tin yêu của chị em phụ nữ và người dân thôn Sơn Lũy 1, một thôn công giáo toàn tòng ở xã Đức Long, huyện Nho Quan. Bằng sức trẻ, sự năng động, sáng tạo với nhiều việc làm thiết thực vì lợi ích của nhân dân. Năm vừa qua, chị Hoan được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Sơn Lũy là một thôn ngoài đê sông Hoàng Long thuộc vùng xả lũ của huyện Nho Quan, nên mỗi mùa mưa bão, người dân nơi đây lại phải chịu cảnh sống chung với lũ. Ngoài cấy một vụ lúa trong năm, hầu hết người dân đi làm ăn xa và làm thêm nghề xây dựng. Do vậy, việc thu hút chị em phụ nữ tham gia tổ chức hội là điều chị Hoan trăn trở. Ở thôn mình thì toàn tòng cô giáo nên là nhiều lúc cái phong trào nó cũng chưa được sôi nổi cho lắm đâu, kể cả đi họp cũng thế. Nhưng với cái sự tuyên truyền chị em trong các buổi sinh hoạt thì dụ như là sinh hoạt thì hàng năm là cứ phụ nữ là muốn định kỳ thì sinh hoạt thay đổi sinh hoạt đi ạ. Ví dụ như sinh hoạt liên chi hoặc là hái hoa dân chủ đấy thì là thu hút hội viên, nhất là vào hội nhiều. Với sự nhiệt tình và năng động của chị Hoan, chi hội phụ nữ thôn Sơn Lũy 1 nhiều năm qua luôn là một trong những đơn vị mạnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức Long, thu hút trên 80% hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội. Đối với cái phong trào công tác của hội thì đồng chí rất là nhiệt tình. Trong các cái phong trào ví dụ như của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã phát động, cũng như là ở chi hội có những cái vấn đề gì hoặc là của địa phương, thì là một trong những chi hội là có hội viên công giáo toàn tòng thì chị cũng rất là khéo léo, nhiệt tình trong cái công tác là tuyên truyền, động viên chị em là tham gia các cái hoạt động, là chị em cũng tham gia rất là tích cực trong các cái phong trào của hội phụ nữ xã cũng như là cái hoạt động của địa phương. Trên cương vị mới là trưởng thôn, chị Hoan luôn bám sát lắng nghe và tôn trọng nhân dân, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc. Dám nghĩ, dám làm, không nề hà ngại khó, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, chị cùng cấp ủy và chính quyền thôn tích cực triển khai mọi công việc, vận động bà con trong thôn đoàn kết, đồng lòng, thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các phong trào thi đua ở địa phương, xây dựng gia đình công giáo gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo. Vai trò của đồng chí Hoan làm trưởng thôn này, đồng chí rất tích cực và tín nhiệm của nhân dân, đồng chí rất có uy tín. Từ cái chỗ đó cho nên là mọi cái công việc ở trong thôn về cái vấn đề cái thu nhập hoặc là cái đóng góp những cái gì là đồng chí rất tích cực, cho nên là dân người ta yêu chuộng, cho nên là ta đóng góp rất đầy đủ. Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con trong thôn, chị Hoan đã cùng các đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, lao động sản xuất, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp. Nhiều gia đình vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá giàu. Năm 2019, thôn Sơn Lũy 1 đã giảm thêm được 2 hộ nghèo. Trong khi làm ấy, thì trên xã thì người ta cũng rất là ủng hộ cho những cái hộ viên mà ra làm trang trại. Còn ở trong thôn thì cán bộ rồi như cánh chị Hoan này là cũng đến động viên, đấy thăm hỏi
thì động viên để mình cũng cố gắng ấy. Thì đầu tiên là bà con là cũng một số người ta cũng chưa hiểu ra ấy, chưa hiểu về cái chính sách pháp luật của nhà nước, của đảng, của pháp luật nhà nước ấy. Thì sau đấy trong các cái buổi họp thôn hoặc là sinh hoạt phụ nữ, hoặc là khi để lên loa truyền thanh, có khi là những cái hộ mà gần núi ở ngoài khu núi ấy, thì tôi đi đến từng nhà một vận động chị em vậy. Chị Hoan luôn tâm niệm, làm trưởng thôn thì phải luôn lắng nghe, tôn trọng mọi kiến nghị, đề xuất, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trong công việc, mình phải tiên phong gương mẫu đi đầu thì bà con mới tin và làm theo. Sau nhiều năm gắn bó với phong trào phụ nữ và hơn một năm nhận nhiệm vụ vác tù và hàng tổng, chị Hoan đã để lại những dấu ấn và tình cảm trong lòng người dân thôn Sơn Lũy 1, xã Đức Long. Thưa quý vị khán giả và chị em, Tết đến xuân về là dịp các loài hoa đua nhau bùng nở với nhiều màu sắc, kiểu dáng đa dạng, phong phú. Một lọ hoa tươi sẽ giúp không gian ngôi nhà thêm bừng sáng và nổi bật hơn, cũng như mang lại nhiều may mắn, đón tài lộc cho năm mới. Tết Nguyên đán cũng là dịp để mọi người trở về gia đình, quây quần bên nhau sau một năm bận rộn và cùng nhau đón không khí của những ngày đầu năm mới bên người thân yêu. Vì vậy mà việc trang hoàng lễ ngôi nhà cũng được quan tâm đặc biệt. Chọn một lọ hoa tươi trang trí nhà cho thật nổi bật và gặp nhiều may mắn là việc không thể bỏ qua. Hoa tươi thì em thấy bao giờ nó cũng đẹp hơn, tuy là nó không được lâu như hoa khô hay hoa lụa. Màu đỏ thì nhìn cho nó may mắn hơn trong một năm mới, bao giờ nhìn màu đỏ cũng thấy nó cảm giác được nhiều sự may mắn hơn trong gia đình. Những ngày Tết thì có một cái không khí rất là mới khi mà sang năm mới. Thì một bình hoa tươi em muốn cho có một cái sinh khí mới, có một nguồn sức sống luôn dồi dào và tươi mới trong năm mới nên em chọn hoa tươi ạ. Chơi hoa ngày Tết là thú vui tao nhã và phổ biến của người Việt trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Để có một bình hoa tươi, theo chị Vũ Thị Dinh, chủ một cửa hàng hoa tươi ở thành phố Ninh Bình cho biết, trước tiên phải lựa chọn hoa và chọn bình để cắm cho phù hợp. Những lọ hoa càng đơn giản về hoa văn và màu sắc thì sẽ càng nổi bật được vẻ đẹp vốn có của hoa, nhất là những loại hoa như hoa lan, đồng tiền, cúc, lay ơn, hoa phăng, hoa hồng. Thứ nhất là chọn bình phù hợp với hoa. Thứ hai là chọn được hoa tươi, hoa chất lượng. Khi mà hoa tươi mới, không bị dập mặt, ví dụ như lựa một bông hồng tươi thì hoa phải cứng, cánh rất cứng này, mặt hoa sáng, còn đầy đủ các cánh và có cả những cánh xương đài. Đấy là một bông hoa tươi, nó sẽ như thế. Còn ít nhất khi mà cắm hoa thì mình sẽ vặt bỏ bớt lá đi, chỉ để 1 đến 2 lá thôi, để thức ăn mà hoa cắm trong mình đấy, nó sẽ nuôi hoa chứ không phải nuôi lá nữa, thì hoa sẽ bền hơn. Ngày Tết bận rộn và thường không có quá nhiều thời gian để thay đổi các loại hoa liên tục. Chính vì thế, để giữ hoa tươi lâu, người chơi hoa nên chú ý đến việc chăm sóc hoa đúng cách. Thường thì ngày Tết mình sẽ cắm hoa khoảng 3 đến 4 ngày. Thì chị em mình nên thay nước sạch hàng ngày, mỗi lần thay sẽ cắt một xíu gốc, sẽ cắt vát 45 độ và cắt khoảng 1 đến 2 cm cái phần thân này để hoa được hút nước tốt hơn. Có thể đảm bảo dinh dưỡng cho hoa bằng cách là cho thêm một chút đường hoặc một chút chanh hoặc là một chút B1 và thay nước hoa hàng ngày, cắt gốc hoa hàng ngày thì sẽ được một bình hoa đẹp. Những bình hoa ngày Tết được cắm hơi cầu kỳ một chút so với ngày thường bởi nó không chỉ thể hiện vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng của không gian mà còn thể hiện gu thẩm mỹ qua cách chọn hoa, cách cắm hoa của những người phụ nữ trong gia đình. Cành hoa cắm trong bình vào dịp đầu năm mới thường được chị em lựa chọn số lượng cành là số lẻ như 5 cành, 9 cành, 13 hay 15 cành. Số lượng lớn thì có thể đến 39 cành bởi những số này đều rơi vào cửa sinh trong sinh lão bệnh tử. Hy vọng sẽ giúp mọi việc thúc đẩy hanh thông trong dịp năm mới. Tới đây thời lượng dành cho chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống đã hết. Cảm ơn quý vị chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.